Phần cuối cùng tôi muốn muốn hỏi bị cáo là trong cái quá trình mà bị cáo trong giai đoạn điều tra khởi tố điều tra thì bị cáo có rất nhiều tâm tư về cái quá trình mà tiến hành tố tụng, thì theo bị cáo là có những vấn đề gì liên quan tới tố tụng mà dẫn đến cái việc mà cơ quan điều tra ra kết luận điều tra và sau đó là cơ quan viện kiểm sát ra cáo trạng mà gây bất lợi cho bị cáo, thì ở đây là buổi công khai thì bị cáo có thể trình bày. Thì thôi, hội đồng xét xử bị cáo xin trình bày ngắn gọn, còn phần còn lại thì sẽ sang cái phần đối đáp và bào chữa thì bị cáo sẽ trình bày. Bị cáo vẫn khẳng định một điều rằng là bị cáo bị oan, và kết luận điều tra cũng như là cáo trạng là buộc tội oan cho bị cáo, buộc tội không có bất cứ một chứng cứ nào mà chỉ dựa trên một lời khai một chiều duy nhất để buộc tội cho bị cáo. Cái lời khai này có rất nhiều điểm mâu thuẫn vô lý, thậm chí là không đúng sự thật mà các cơ quan tiến hành tố tụng không kiểm chứng. Cái nội dung thứ hai là bị cáo khẳng định một điều rằng không chỉ buộc tội oan cho bị cáo mà kết luận điều tra và cáo trạng đã bỏ lọt hành vi phạm tội, không chỉ một hành vi và nhiều hành vi, không chỉ có một người và nhiều người. Ngày mai khi có điều kiện bị cáo sẽ trình bày. Bị cáo chỉ mong muốn rằng hội đồng xét xử xem xét mối quan hệ, cái mối liên hệ giữa cái việc mà buộc tội cho bị cáo với cái việc bỏ lọt hành vi phạm tội có mối liên hệ gì hay không. Rồi, bị cáo chưa trình bày, mai bị cáo trình bày đúng không? Rồi, và tôi xin phép cái phần tranh luận bị cáo sẽ trình bày thêm. Dạ, tôi xin phép câu hỏi. Rồi, mời luật sư về chỗ.